Rồi, chào mừng anh em lại đến với kênh của chuyên test những sản phẩm âm thanh tuyển chọn bên em để trước khi gửi đi cho các bác ở xa. Sau đây em xin phép anh em là test những sản phẩm là anh em 9ISR và 8080db. Và mời anh em đăng ký kênh, nếu anh em nào đang xem mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký và bấm chuông thông báo để được cập nhật những sản phẩm mà khi em đưa lên YouTube. Để các bác được yêu thích thì đặt hàng bên em, ship hàng toàn quốc cho anh em. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại phía trên màn hình. Rồi em test con 59ISR là con dây mã DA gửi cho anh Thạnh ở Vĩnh Long, và 8080DB là gửi cho anh Hiền ở Hà Nội nha, Hoàng Mai Hà Nội. Rồi. Con này là cống chiến là bên này. Em đang cắm đường optical thì em sẽ dàn qua đường optical nha. Bấm nút red nha. Là nó chuyển qua DA rồi đấy. Rồi. Rồi, anh em thăm âm nha. Con này nó ra chép khá là nhiều nên mà dư chép nha. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô cùng, còn đường này đây cũng mái nhà này đây còn mang kín đầy, nhưng chẳng đêm nay trên kêu trên ngàn mây, hồn miên man cắn quay chìm giữa cung nhà ta. Năm xưa anh đi từng đêm vang võ, vùng ngoài ô có người mong, hôm nào tôi đi cho non son. Hôm 25 lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm buồn, tôi theo chân anh vài súng lên cùng hiên ngang phía chặt lòng thấy u hoài, khi xưa mình ở đây với tình yêu vơi khóm hoa làm dẫu thương lớn xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm, sương rơi mình mà quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đến kia vắng vẻ càng thấy thương ngoài phố. Rồi, xin chào anh em nha. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại trên để gặp Minh Chiến Audio Bình Định 0978338414, em ship hàng toàn quốc tận nhà nha anh em.